chắc chắn là chúng ta phải cảnh giác. Còn cái việc mà xác định trạng thái thì là tôi nghĩ là Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Ban chỉ đạo sẽ có những cái chỉ. Rất là quyết liệt. Còn sang một trạng thái mới hay không thì chúng ta cũng biết là hiện giờ chúng ta đang mở cửa cho du lịch trong nước rất nhiều, và Đà Nẵng cũng là một cái điểm đến rất là hứa hẹn của rất nhiều người ở trong cả nước. Chúng ta phải làm sao mà đảm bảo được cái an toàn, nhưng mà đồng thời cũng tạo cái điều kiện môi trường để cho người dân có thể đi tham quan du lịch một cách thật đảm bảo. Ở việc này thì CDC Đà Nẵng đã có cái tiến hành điều tra. Tuy nhiên thì là đối với trường hợp này thì chưa tìm ra được cái khả năng lây từ nguồn nào, nhưng mà cũng sẽ trong cái chỉ đạo tới của Bộ Y tế đối với cả Sở Y tế CDC Đà Nẵng là cố gắng truy vết để sẽ phải tìm ra được cái nguồn lây rõ ràng để xác định, và sẽ phải có những cái biện pháp phù hợp. Nếu mà trường hợp này dương tính, là dương tính chắc chắn được xác định đối với Covid-19 thì là những cái nỗ lực của ngành y tế thì sẽ phải được đề cao hơn nữa để có thể xác định ra được cái F0.